Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, một tuần trôi qua thật mau, chúng ta lại quay trở lại với chuyên mục Hỏi Đáp Vũ Trụ phần 2. Hay Yến thực sự rất vui khi nhận được rất nhiều các câu hỏi của các bạn gửi về. Tốt Thú Vị sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của các bạn một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Bạn Tiger Gamer có hỏi: chị ơi, uy Scuti so sánh với mặt trời thì sẽ như thế nào? Như chúng ta đã biết, ngôi sao uy Scuti được biết đến là lớn nhất vũ trụ tính đến thời điểm hiện tại. Đây là một siêu sao màu đỏ. Quan sát trên bầu trời, nó nằm ở phía chòm sao Thuẫn Bài, cách trái đất 5.100 năm ánh sáng. Chính vì vậy, khi quan sát trên bầu trời, chúng ta không thể nhìn thấy nó bằng mắt thường, bởi vì nó có cấp sao biểu kiến từ 8,29 đến 10,56. Với cấp sao biểu kiến này, đây là một ngôi sao biến thiên với thời gian dao động xấp xỉ 740 ngày. Kích thước của uy Scuti đã từng là chủ đề tranh cãi của các nhà khoa học bởi vì ngôi sao nằm ở khoảng cách rất xa trái đất. Ngoài ra, bao phủ quanh ngôi sao có rất nhiều bụi. Chính vì vậy, khi sử dụng các phương pháp đo khác nhau, chúng lại cho ra những kết quả khác nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, kích thước của uy Scuti được chấp nhận rộng rãi nhất là nó có bán kính gấp khoảng 1.708 cộng trừ 192 lần bán kính của mặt trời. Nếu tính ra km thì bán kính lớn nhất của nó vào khoảng 1 tỷ 300 triệu km. Với bán kính này, nếu đặt mặt trời bên cạnh uy Scuti thì mặt trời của chúng ta chỉ như một chấm vàng nhỏ ở bên cạnh. Còn nếu bạn có một phép màu đặt uy Scuti thay thế cho mặt trời thì bán kính của nó sẽ bao phủ chạm tới quỹ đạo của thủ tinh. Ở kích thước này, nếu bạn muốn bay một vòng quanh ngôi sao bằng một tàu vũ trụ nhanh nhất hiện nay với vận tốc 60.000 km/h thì bạn sẽ phải bay liên tục trong 2.834 ngày không ngừng nghỉ mới bay được một vòng xung quanh ngôi sao, tức bạn sẽ mất khoảng 7,7 năm. Có một điều thú vị là khối lượng của uy Scuti không được xác định một cách chính xác bởi vì nó không có người bạn đồng hành, nên các nhà khoa học không thể sử dụng phương pháp giao thoa hấp dẫn để đo khối lượng được. Tuy nhiên, uy Scuti được ước tính có khối lượng gấp khoảng từ 7 đến 10 lần khối lượng của mặt trời. Chính vì vậy, nó có mật độ vật chất cực kỳ thấp. Theo tính toán thì mật độ vật chất trung bình của ngôi sao sẽ thấp hơn mật độ vật chất của nước khoảng 1 tỷ lần. Điều này có nghĩa, nếu bạn có một đại dương đủ lớn, khi đặt uy Scuti trên đó, nó sẽ nổi bồng bềnh trên bề mặt. Ngoài ra, theo các nhà khoa học, uy Scuti đang ở giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao. Lớp vỏ ngoài của nó đang nở ra ngày một mãnh liệt, trong khi lực hấp dẫn lại nén mạnh vật chất vào trong lõi. Hậu quả của sự giằng co này sẽ là một vụ nổ huy hoàng siêu tân tinh. Theo tính toán của các nhà khoa học, có lẽ uy Scuti sẽ trở thành một siêu tân tinh vào năm 2900, sai số khoảng 300 năm. Và khi đó, ở trái đất của chúng ta sẽ được chứng kiến một bữa tiệc ánh sáng do vũ trụ tạo ra. Nhưng nếu chẳng may đường đi của chùm tia bức xạ của vụ nổ hướng thẳng về phía trái đất, thì lúc đó sự sống trên trái đất chắc chắn sẽ bị quét sạch bởi năng lượng khủng khiếp của các chùm tia bức xạ. Hay Yến hy vọng rằng, trong tương lai, vụ nổ siêu tân tinh của uy Scuti nó sẽ không hướng thẳng về phía trái đất, để nhân loại lúc đó sẽ được chứng kiến một bữa tiệc ánh sáng trên bầu trời. Và nếu bạn muốn chứng kiến thời khắc này, hãy tìm cho mình một loại thuốc trường sinh, hoặc bạn có thể đầu thai một vài lần nữa thì bạn sẽ có cơ hội chứng kiến nó nhé. Bạn Safa có hỏi: chị ơi, kính viễn vọng của con người ngày nay có thể nhìn được bao nhiêu năm ánh sáng? Như chúng ta đã biết, kính viễn vọng không gian là một thiết bị khoa học không thể thiếu của các nhà khoa học khi nghiên cứu, quan sát và phân tích vũ trụ. Tính đến thời điểm hiện tại, kính viễn vọng không gian Hubble là chiếc kính vĩ đại nhất mà chúng ta có. Đây là chiếc kính viễn vọng không gian hoạt động ở quỹ đạo thấp của trái đất từ những năm 1990. Mặc dù nó không phải là chiếc kính viễn vọng không gian đầu tiên, nhưng nó là chiếc kính thiên văn lớn nhất và linh hoạt nhất. Hubble sở hữu cho mình một chiếc gương chính 2,4m và 4 thiết bị cảm biến ánh sáng, đó là ánh sáng nhìn thấy, ánh sáng cận hồng ngoại, tia cực tím và phổ điện từ. Với kích thước 13,2m x 4,2m, kính Hubble có trọng lượng lên tới 11.110kg. Đây là chiếc kính được chế tạo bởi Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA và với sự hợp tác của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA. Tính đến thời điểm hiện tại, Hubble là chiếc kính phá vỡ mọi kỷ lục quan sát của các kính thiên văn trước đó.
được ứng dụng công nghệ quan sát MAMA, chiếc kính Hubble có thể thu nhận các tia tử ngoại khi loại bỏ hoàn toàn ánh sáng. Nó có sai số trong định hướng nhỏ tương đương với việc chiếu một tia laser đúng vào một đồng xu cách khoảng 320 km và giữ nguyên trạng thái đó. Chính vì vậy, theo các nhà khoa học, Hubble có thể ghi nhận ánh sáng từ một vật thể cách trái đất khoảng 12 tỷ năm ánh sáng. Đây quả thực là một khoảng cách rất xa, nó giúp các nhà khoa học có cái nhìn chính xác hơn về vũ trụ. Nhưng vào năm 2016, các nhà khoa học đã điều chỉnh kính Hubble đến giới hạn của nó. Nó đã phá vỡ kỷ lục của chính mình sau khi đo được quang phổ của một thiên hà tồn tại trong thời gian khoảng 400 triệu năm sau vụ nổ Big Bang. Điều này có nghĩa Hubble đã lập kỷ lục quan sát là 13,4 tỷ năm ánh sáng. Và có lẽ đó là khoảng cách xa nhất mà chiếc kính viễn vọng không gian này đã quan sát được tính đến thời điểm hiện tại. Các nhà khoa học đang chuẩn bị một dự án thay thế kính Hubble trong tương lai, đó là kính viễn vọng không gian James Webb. Đây là chiếc kính viễn vọng có gương chính lên tới 6,5 mét, lớn hơn rất nhiều so với 2,4 mét của Hubble, nhưng nó chỉ nặng khoảng 6.500 kg, tương đương một nửa trọng lượng của Hubble. Và dự kiến nó sẽ được phóng lên quỹ đạo ở độ cao 1,5 triệu km vào năm 2021. Các nhà khoa học hy vọng rằng khi James Webb hoạt động, nó có thể nhìn ngược về quá khứ khoảng 13,5 tỷ năm để các nhà khoa học có những cái nhìn chính xác hơn về thời kỳ sơ khai của vũ trụ. Bây giờ, chúng ta đến câu hỏi của bạn Quyến 3. Chị ơi, trái đất của chúng ta hình thành như thế nào? Theo các nhà khoa học, trái đất của chúng ta được hình thành cùng với hệ mặt trời từ khi hệ mặt trời còn đang tồn tại như một đám mây bụi và khí lớn quay tròn, gọi là tinh vân mặt trời. Vì đám mây liên tục quay nên lực hấp dẫn và quán tính làm cho đám mây trở nên phẳng như hình dạng một cái đĩa vuông góc với trục quay của nó. Ngày nay nó là mặt phẳng hoàng đạo. Lúc đó đa phần khối lượng tập trung ở giữa đám mây và bắt đầu nóng lên. Khi trọng lực làm các vật chất cô đặc lại xung quanh các hạt bụi vật chất, phần còn lại của đĩa bắt đầu tan rã thành những vành đai. Khi đó các mảnh nhỏ va chạm với nhau tạo thành những mảnh lớn hơn. Những mảnh nằm trong tập hợp cách trung tâm 150 triệu km hợp nhất với nhau tạo thành trái đất. Đến khi mặt trời nóng lên, phản ứng tổng hợp hạt nhân bùng nổ, chúng tạo ra các cơn gió mặt trời, thổi bay những vật chất còn lại chưa bị cô đọng ở xung quanh trái đất. Và đó là lý thuyết hình thành nên trái đất mà các nhà khoa học đưa ra. Bạn Phương Võ có hỏi, điều gì xảy ra nếu mộc tinh biến mất? Như chúng ta đã biết, mộc tinh là hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời, nó cách trái đất khoảng 600 triệu km. Đây là một khoảng cách khá xa, nhưng trái đất lại chịu ảnh hưởng rất nhiều từ lực hấp dẫn khủng khiếp đến từ mộc tinh. Các nhà khoa học cho rằng, mộc tinh được ví như một lá chắn che chở cho trái đất tránh khỏi các thiên thạch và các tiểu hành tinh. Khi các thiên thạch đó lao về phía trái đất, chúng bị lực hấp dẫn cực lớn của mộc tinh hút lại vào quỹ đạo. Chính vì vậy, nếu không có mộc tinh, trái đất sẽ phải đối diện với rất nhiều các vụ va chạm đến từ các thiên thạch và các tiểu hành tinh. Và khi đó, khả năng cao sự sống trên trái đất sẽ bị phá hủy bởi các vụ va chạm đến từ các tiểu hành tinh. Chính vì vậy, mộc tinh đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì và bảo vệ sự sống trên trái đất. Đây có lẽ là sự sắp đặt thật trùng hợp của tự nhiên để giúp trái đất có sự phát triển như ngày nay. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi của bạn Tiến Keo. Chị ơi, nếu tất cả các núi lửa trên trái đất phun trào cùng một lúc thì điều gì sẽ xảy ra? Theo con số thống kê của các tổ chức nghiên cứu, hiện có khoảng 1.500 ngọn núi lửa đang hoạt động trên trái đất, chưa tính đến số lượng núi lửa ngầm dưới đại dương. Theo đó, mỗi ngày có khoảng từ 10 đến 20 núi lửa phun trào. Nhưng khả năng phun trào đồng loạt cùng một lúc là điều không thể. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó đồng loạt tất cả các núi lửa cùng phun trào, thì một lớp khói bụi dày sẽ bao trùm trái đất và ngăn chặn các luồng ánh sáng mặt trời. Lúc này, hành tinh của chúng ta sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn trong bóng tối. Không có ánh sáng, quá trình quang hợp không thể diễn ra, mùa màng bị phá hủy. Trong khi nhiệt độ giảm mạnh, các lớp tro bụi này sẽ vẫn nằm trong bầu khí quyển suốt nhiều năm. Khi đó, trái đất sẽ xảy ra những trận mưa axit, chúng sẽ quét sạch toàn bộ những thực vật đang sinh sống trên bề mặt. Về lâu dài, quá trình axit hóa đại dương sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng hàng loạt các dạng san hô, làm ảnh hưởng đến sự sống của các loài sinh vật sống dưới đáy đại dương. Và có lẽ, những dòng dung nham trên khắp trái đất sẽ xóa sổ những sự sống. Và khi đó, có thể một vài sự sống thích nghi được, nhưng phần đa, đó là các nhóm vi khuẩn mà thôi. Bạn Nhi Sun có hỏi,
Nếu hành tinh cách trái đất 100 năm ánh sáng thì mình đang nhìn hình ảnh của hành tinh đó 100 năm về trước ạ? Như chúng ta đã biết, vận tốc ánh sáng được coi là giới hạn của vận tốc trong vật lý thiên văn, nhưng nó vẫn cần thời gian để đi qua không gian. Ví dụ như, nó cần 8 phút 20 giây để ánh sáng đi từ mặt trời tới trái đất. Tuy nhiên, mặt trời tương đối gần với chúng ta. Đối với những vật thể ở xa trong vũ trụ như các ngôi sao hay các thiên hà, chúng cần đến hàng trăm, thậm chí hàng tỷ năm ánh sáng mới đi đến được trái đất. Chính bởi vậy, khi chúng ta nhìn một ngôi sao hay một hành tinh ở cách trái đất 100 năm ánh sáng, điều này có nghĩa chúng ta đang nhìn quá khứ của nó 100 năm về trước. Vì vậy, nếu ngay lúc này hành tinh hoặc ngôi sao đó đột ngột biến mất, thì 100 năm sau chúng ta mới biết đến điều đó. Chính điều này đã tạo ra một giả thuyết thú vị là nếu ta muốn nhìn thấy khủng long trên trái đất, chúng ta cần đứng tại một vị trí cách trái đất khoảng 65 triệu năm ánh sáng. Nhưng điều đó quả thực là không tưởng, bởi vì trái đất của chúng ta rất nhỏ bé. Để ngắm được khủng long trên trái đất ở vị trí cách trái đất 65 triệu năm ánh sáng, chúng ta phải cần có một chiếc kính thiên văn siêu lớn mới thực hiện được. Tiếp tục chúng ta đi đến câu hỏi của bạn Mây Mây. Tại sao vệ tinh và trạm vũ trụ quay quanh trái đất mà không bị rớt? Trong nhiều thập niên qua, nhân loại đã phóng lên quỹ đạo rất nhiều vệ tinh, trong đó có một công trình đồ sộ, đó là trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nhưng tại sao chúng lại không bị rơi xuống trái đất? Lý do bởi vì đó là sự cân bằng tinh tế giữa vận tốc của các vệ tinh và sức hút lực hấp dẫn của trái đất tác dụng lên các vệ tinh đó. Về cơ bản, những vệ tinh đó đang ở trạng thái liên tục rơi xuống trái đất, nhưng do chúng chuyển động với một vận tốc phù hợp, vệ tinh sẽ rơi cùng với vận tốc mà đường cong trái đất dịch ra xa khỏi chúng. Lúc này, thay vì văng ra khỏi trái đất hoặc bị trái đất hút xuống, các vệ tinh sẽ bay vòng quanh quỹ đạo của trái đất. Và đương nhiên, nếu các vệ tinh muốn hoạt động tốt, chúng cần được điều chỉnh vận tốc bay thường xuyên, bởi vì lực hấp dẫn của trái đất có thể thay đổi ở từng vị trí. Ngoài ra, sự thay đổi này sẽ làm cho các vệ tinh không bị hút bởi lực hấp dẫn của mặt trời, mặt trăng hay là mộc tinh. Ngoài ra, với những vệ tinh di chuyển ở quỹ đạo thấp của trái đất như kính viễn vọng không gian Hubble, ngoài lực hấp dẫn của trái đất, chúng còn bị lực kéo của khí quyển tác động lên. Chính vì vậy, các vệ tinh sẽ thường xuyên được điều chỉnh tốc độ để hoạt động ổn định trên quỹ đạo của trái đất. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá video hỏi đáp kỳ 2. Vẫn còn rất nhiều các câu hỏi của các bạn mà Hải Yến vẫn chưa trả lời được. Hẹn các bạn ở những kỳ hỏi đáp tiếp theo. Hãy tiếp tục gửi câu hỏi về cho chương trình trong tác cộng đồng ngày Chủ nhật các bạn nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.